Đây là vườn trầm kỳ nam lá nhọn. Năm thứ hai. Đến khi năm thứ ba bắt đầu là sẽ cắt cành bớt và bắt đầu tiến hành khoan trực tiếp, khoan mà không cấy bất kỳ một tí chế phẩm sinh học nào. Hắc kỳ nam ở Việt Nam chúng ta gọi là hắc kỳ nam, nhưng ở bên này nó gọi là hắc kỳ vương. Cái này là những cây này là sang năm bắt đầu khoan tạo trầm hết. Đã có dầu rồi. 2 năm. Cây này cây 2 năm. Cây này bắt đầu tạo dầu. À hơn năm à? Ừ, cây này hơn năm thôi. Chưa cần nó có trầm này. Hơn 1 năm. Chưa cần khoan. Chưa khoan. Vết cắt này lại bắt đầu là có trầm rồi. Và người ta đánh giá là đất của Việt Nam chúng ta trồng rất là tốt. Tốt hơn bên này rất là nhiều. Rất nhiều doanh nghiệp ở bên này họ sang bên đó để trồng, ở bên Việt Nam mình để trồng. Và chúng tôi trồng ở trên khu vực Tam Đảo thì cho đến nay thì cái tỷ lệ đạt trầm rất là cao. Nhưng mà vẫn phải để thực tế cho các bác nhìn thấy và những cái mô hình người ta làm như thế này. Hắc kỳ nam nhé, hắc kỳ nam lá rất là to. Hắc kỳ vương. Chúng ta để ý là những cái tán ở trên này họ vẫn cắt để cho nó không bị cây nó bị bóng tán này. Đó, đây là cái kỹ thuật nhé. Chúng ta nhìn ở nông nghiệp là chúng ta phải phát hiện ra những cây nào phát triển cao mà tán rộng là phải cắt bớt để cho những cây ở dưới nó phát triển lên. Đất ở đây thì trồng khá tốt, đất đồi, núi dốc, độ dốc cũng khá cao. Độ dốc đây khá cao các bác. Tôi vẫn luôn hướng bà con trồng kỳ nam lá nhọn và hắc kỳ nam để đảm bảo. Là đất riêng của ông chủ này. Dạ vâng. Còn bao thêm mấy nghìn mẫu nữa. À, để dùng. Thuê gọi là thuê thêm để phát triển đúng không? Thuê dùng xong rồi. Thuê trồng. Ở Việt Nam em gọi là thuê đất để trồng cây. Chia cành một cái này hương dầu thì là nó là nhanh hơn. Đúng, đây đây. Cứ trồng lên là thành ba nhánh nhá. Và hạt dầu vòng lên cho tài tài tiểu đi. Lẽ ra phải trồng dày hơn, dày một tí đó, bởi vì cái cây này nó lao thẳng lên à, thì có lấy sáng thì trồng đòi lấy cho hơi trồng phượt xíu xíu. Nếu mà chẳng hạn mình tính là trồng 5 năm đổ lên á thì rộng chút xíu. Mới bảo anh đưa xem cái cây 5 năm hả? Cây 5 năm khoan rồi mà có trầm có thấy cái tưởng nhìn chứ. Ở đây là cây 2 năm đã có trầm.